Những bê bối liên quan tới mạng xã hội lớn nhất hành tinh là Facebook vẫn đang là chủ đề nóng được quan tâm trên toàn cầu. Và mới đây, lại thêm một thông tin gây tổn hại cho hình ảnh của mạng xã hội này. Một nhà phát triển công cụ đã tiết lộ rằng việc bị Facebook đuổi khỏi các nền tảng của mình chỉ vì anh này đã phát triển một công cụ giúp người dùng ít sử dụng Facebook hơn. Hãy thử tưởng tượng, toàn bộ trang chủ newsfeed như thế này bị xóa trắng trên ứng dụng Facebook của bạn. Không có một bài đăng hay một bức ảnh nào. Đã từng có một công cụ mang tên Unfollow Everything cho phép làm điều này. Được phát triển bởi lập trình viên người Anh Louis Barclay, đúng như tên gọi, công cụ này sẽ giúp người dùng bỏ theo dõi tất cả trang cá nhân của bạn bè hay fanpage. Họ sẽ chỉ phải xem bài đăng khi mở trực tiếp những trang này, giúp giảm thời gian lướt Facebook để tập trung vào công việc cá nhân khác. Tuy nhiên, mọi việc đã chấm dứt cách đây vài tháng sau khi anh Barclay phát hiện mình bị khóa tài khoản Facebook. Chỉ 5 tiếng sau khi đăng bài về việc bị khóa tài khoản, tôi nhận được một bức thư yêu cầu từ luật sư của Facebook. Họ nói rằng tôi đã bị cấm vĩnh viễn vì đã tạo ra Unfollow Everything, công cụ giúp mọi người ít sử dụng Facebook hơn. Lệnh cấm này còn được áp dụng với cả Instagram. Đồng thời, anh Barclay cũng không còn được phép tạo ra những công cụ tương tác với các nền tảng của Facebook. Mãi cho đến bây giờ, anh mới lên tiếng về hành động mà anh gọi là vô cùng bất công này. Nhiều người dùng phản hồi với tôi rằng công cụ đã giúp họ dùng Facebook một cách lành mạnh hơn. Tôi đã là người dùng Facebook gần 15 năm qua và vẫn thường xuyên sử dụng để tương tác với bạn bè. Thật tồi tệ khi bị cấm vĩnh viễn bởi một lý do bất công như vậy. Thời điểm mà Barclay lên tiếng chính là khi cựu quản lý Facebook Frances Haugen tiết lộ nhiều bí mật liên quan đến hoạt động của mạng xã hội này, như việc Facebook cố tình đẩy mạnh các nội dung tiêu cực nhằm giữ chân người dùng, qua đó bán quảng cáo và tăng doanh thu của mình. Những cáo buộc như thế này đang càng làm tăng thêm những nghi vấn rằng liệu Facebook có thật sự là một nền tảng hướng tới lợi ích của người dùng, như họ luôn tự khẳng định.